Chào mọi người, mình là Huy Nguyễn, chuyên cung cấp tất cả các dòng máy lọc nước điện giải êm kềm, phụ kiện chính hãng, lõa lọc và bộ xử lý nước đầu nguồn. Hôm nay, Huy Nguyễn sẽ giới thiệu đến quý anh chị một phiên bản Aqua Queen Crypto. Thì ở video trước, Huy Nguyễn đã banh hết ra ruột gan từ bên trong, kể cả là bộ điện cực. Huy Nguyễn hướng dẫn, chia sẻ cái van áp nước để làm gì, rồi bộ điện cực nó như thế nào. Thì quý anh chị cần thì quý anh chị cứ đăng ký kênh YouTube của Huy Nguyễn, xem lại cái kênh YouTube của Huy Nguyễn. Ở video trước là Huy Nguyễn đã mổ xẻ cái phiên bản giới hạn của Trevi. Thì hôm nay Huy Nguyễn sẽ test nước và Huy Nguyễn chia sẻ một số kinh nghiệm về những bình để đựng nước êm kềm. Thì thứ nhất á, là phiên bản Aqua Queen, là cái phiên bản này là phiên bản giới hạn, nó chỉ làm tri ân khách hàng. Và thứ hai nữa là phiên bản này là phiên bản làm có số lượng nhất định thôi. Thì dòng này là của Trevi, nhưng cái dòng của điện phân của Trevi á, là nó khoảng cả 1.500 đến 1.800 giờ điện phân bộ điện cực. Còn riêng dòng này, nhà sản xuất công bố 4.000 giờ điện phân. Và thứ hai, từ chất liệu mainboard cho tới những cái con ốc, con vít, tất cả nó làm rất là cao cấp. Dòng Trevi hằng sách tay bên Huy Nguyễn đã là ngon rồi, nhưng mà dòng này còn xịn sò hơn nữa. Và hôm nay thì mình sẽ test nước cho quý anh chị xem là cái dòng này á, ra pH chuẩn hay không. Thì dòng này thì nó lái được 8 loại nước. Trên tất cả các máy lọc nước điện giải êm kềm, đa phần là lái được 5 loại. Có những con lái được 6 loại. Và những dòng như là Levelux thì lái được 7 loại. Còn riêng dòng Trevi thì lấy được 8 loại. 6 loại nước chính trên màn hình là 5.5, 7.5, 8.5, 9.5, 9.5 và 10.5 là 6 loại nước. Và riêng tất cả những dòng máy lấy axit mạnh và kềm mạnh gồm có là nước 2.5 và 11.5 thì hầu như cần đến muối xúc tác, đó chính là muối điện phân cắt xúc tác. Đây, cắt xúc tác gọi là muối điện phân. Rồi thì bây giờ quý anh chị cùng với Huy Nguyễn xem thử cái dòng máy này nè, là nó có cái gì mà đặc biệt. Khách hàng này nhắn tin mua máy, nhắn tin liên tục quý anh chị à. Quý anh chị cũng cần thiết mua máy của Huy Nguyễn thì cứ đăng ký kênh của mình đi. Đó, thì mình sẽ cho quý anh chị xem. Đây thì bây giờ quý anh chị cùng với Huy Nguyễn test thử cái dòng máy này nè, nó có ra cái độ pH chuẩn hay không. Và thứ hai nữa là mình hướng dẫn luôn là quý anh chị cần mua cái thuốc test calorine như thế này nè, thì quý anh chị cứ nhắn tin cho mình sẽ ship máy đi đến tận nơi. À, đúng chưa, để mình ship máy đi đến tận nơi cho ship cái calo đến người tận nơi. Những chiếc máy mà hàng bãi mà thợ họ dọn lên á, thì quý anh chị chỉ cần lấy nước 9.5 hoặc là pH 10.5 test mà nó ra dần quá thì máy nó bỏ đi, đó là hàng bãi nó sẽ hết đát và bộ điện cực nó có vấn đề rồi. Rồi thì bây giờ test cho quý anh chị xem luôn, là bây giờ mình sẽ test 8 lọ nước của máy luôn nha quý anh chị. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 rồi. Riêng dòng này lấy được 8 lọ nước, mình test luôn cho quý anh chị xem. Đầu tiên á là nước axit nhẹ là nước 5.5. Thì nước axit 5.5 nhiệm vụ á, là để rửa mạc trị mụn, viêm da cơ địa, ngứa, nấm. Thì quý anh chị lấy 5.5, quý anh chị rửa mạc dùm cho mình, hoặc là quý anh chị có thể là tắm gội luôn cho mình. Đó, đây thì 5.5 này quý anh chị nè, em quay rõ vô đây. Đó, 5.5 đây. Đó, đầu tiên là phải chọn nha, sau đó là mở rubin nước. Thì những dòng này là chừng nào mà nó đứng đèn như thế này nè thì quý anh chị hãy xài nha quý anh chị. Đó, đứng đèn là quý anh chị xài. Đó, đứng đèn này nha quý anh chị. Đó, 5.5 nè. Mọi người chú ý cho ly Huy Nguyễn này, 5.5 nè. Đó, Huy Nguyễn sẽ test theo thứ tự luôn. Đó, đây, 5.5 nước axit nhẹ. Nó có màu vàng nhạt đây quý anh chị. Đó, tên 5.5 là nước 7.0. Nước 7.0 á là nước trung tính. Thì dòng Trevi á, mà quý anh chị mà lấy nước 7.0 á, là cái vòi này nó sẽ dừng nè, nó không có ra nước nữa nè. Đó,
chừng nào nó đứng đèn như thế này nè là bác là cái vòi này nó dừng nè, quý anh chị thấy không, vòi nước thải nó dừng nè, nó không có thải nước nữa nè, đây nó không thải nước nữa, chứng tỏ cái van trong này á là nó điều tiết nước, van từ trong này nè đó, nước 7 chấm nè, nước 7 chấm này thì nó sẽ có màu xanh. Đây trên 7 chấm á là 8.5, 8.5 mà để dành là uống, nấu cơm, pha trà, pha súp, uống cho những người mới đầu nha. Đó quý anh chị thấy không, cái màu nước rất là chuẩn nha quý anh chị. Và trên 8.5 là 9 chấm để nấu dành nấu cơm. Đèn đứng nè, màu này là cái mặt của nó là cái mặt riêng nguyên bản của nó luôn á, riêng nguyên bản của máy luôn, mặt đá phân văn đá, thấy chưa, còn ngày nó cần giảm hơn 9.5 nè. Đó 9.5 thì nó cần này, nó cần tím lần nè quý vị, thấy chưa, pH nó rất là chuẩn. Và 10.5, 10.5 á là để dành uống đối với những bệnh nhân tiểu đường, gút, đau dạ dày vào mỗi buổi sáng, hoặc là quý anh chị nhạo ăn quá chất dầu mỡ ở ngoài đường nhiều thì quý anh chị có thể lấy 10.5 quý chị uống vào nó để thải độc qua đường phân, đường nước tiểu và lỗ chân lông. Ngoài ra 10.5 có thể là ngâm rau, ngâm trái cây, dao gạo. Mười chấm năm con này nè, đó quý anh chị xem nè, rất là tím dặm hơn, đó quý anh chị thấy rất là rõ ràng, màu rất là rõ ràng. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho quý anh chị lấy nước kiềm mạnh 11.5 và nước axit mạnh 2.5. Thì quý Nguyễn cũng chia sẻ và mong muốn quý anh chị, nếu quý anh chị cần thiết thì quý anh chị hãy lấy nước 11.5 và 2.5, còn không cần thiết thì quý anh chị có thể là ngâm rau, ngâm trái cây 10.5 là được rồi. Tại vì cái máy á, máy nào mà cũng lấy 11.5 với 2.5 bắt buộc cái cần có chất xúc tác là phải muối. Máy Quy Nguyễn cũng xài nè, chủ yếu là Quy Nguyễn lấy cái này là để giờ ngâm rau thôi, chẳng qua cái máy này nó không có cái chức năng 10.5, Quy Nguyễn phải sẵn lấy muối. Nhưng mà cái muối như thế này nè, nó là một con dao hai lưỡi, quý anh chị nên chú ý giúp dùm cho Quy Nguyễn. Cái muối này á, quý anh chị có thể lấy được 2.5 và 11.5. Nhưng ngược lại, muối này mà mỗi lần lấy xong, quý anh chị phải mở cái máy cho nó chạy khoảng quả 1 phút đến 2 phút, có thể là 3 phút cho nó sạch hết đi, chứ không là cái muối này nè, nó sẽ vô nó ăn màu bộ điện cực. Bộ điện cực nó sẽ bị bò màu. Và thứ hai nữa là xác suất tỷ lệ bệnh nó cao. Và muối này nó sẽ gây ra cái tình trạng là bộ điện cực nó bị bám canxi. Vì thế dòng Trevi nó thường thường là do Bộ Y tế Nhật Bản nó làm, đâm ra là nó lấy cho mọi người lấy đủ lọ nước, nhưng mà tốt nhất lấy 10.5 là ok rồi, cần thiết lắm thì lấy 11.5 đó, nó làm hết chức năng riêng biệt cho quý anh chị luôn. Rồi đây thì mình sẽ quay rõ cho quý anh chị xem, đây này quý anh chị, đây em quay sát cho quý anh chị nè. Để mà lấy nước 11.5 với 2.5 á, quý anh chị gạt cái cần này xuống nè, thấy không, cái cần này á gạt qua bên này nè là lấy nước kiềm, rồi gạt xuống cái này là lấy nước axit nè, thấy không, là nó sẽ chớp đèn nước 2.5 này đó. Rồi xong xuôi là quý anh chị mở này lên đó, và bỏ muối vô trong này. Quý Nguyễn hướng dẫn cho quý anh chị luôn, đây Quý Nguyễn sẽ bỏ muối vô cho quý anh chị nè đó, quý anh chị xem dòng này thì mình lấy muối khô, mình lấy bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu quý anh chị à. Đây thì muối á, là mọi người lấy muối nè, mọi người bỏ vào cái khay này quý anh chị đó. Muối thì mỗi lần lấy thì bỏ vào, thì cái dòng nào nó cũng có ưu có khuyết nha quý anh chị đó. Đó. Sau khi lấy xong á là quý anh chị phải lau sạch cái này đi, rồi quý anh chị để vào nè, cái gờ này nó có hai cái gờ nè quý anh chị thấy không, để nhẹ vào nè đó, tôi hướng dẫn cho đó, vậy là không rớt nè, thấy không. Đó, sau đó quý anh chị đẹp vào đó, và quay kỹ cho nó kỹ nha, chứ không là nó trào muối. Đây quay sát vô đây nè quý anh chị xem nè, quay kỹ nè chứ không quay kỹ là quay sát này vô nè, nó không có trào muối, nó không có trào muối ra, đắm nắp lại đó, đó là lấy 2.5. thì cái nào nó cũng có cái ưu có khuyết. Cái dòng này á là lấy muối khô, còn dòng Level Lux á là quý anh chị
hòa sản một bình như thế này, như là những cái con G2, những cái con XD, những cái con XD501, XD501 Platinum, hoặc K8 thì nó hòa có bình nước sản như thế này quý anh chị hòa ra. Còn những cái dòng Revy á thì quý anh chị lấy muối khô. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho quý anh chị xem. Bây giờ á là mình sẽ mở nước lại cho quý anh chị xem nè. Đó. Rồi, trên màn hình nó hiển thị cái gì? Thì hiện tại trên màn hình nó đang hiển thị nước 2.5 đó, và nước 11.5. Thì cái giò trên này và cái giò dưới nó chảy ra đó. Một cái giò dưới á, mà quý anh chị lấy cái tay này, quý anh chị rờ mà nhớ như xà phòng nè. Cái tay á quý anh chị rờ mà nó nhớ nước nó nhớ như xà phòng mà. Ở đây là 11.5. Còn cái giò trên á, cái tay riết riết như nè đó, là nước sát khuẩn 2.5. Đây thì mình cho quý anh chị xem nè. Đó, đây là cái giò trên là nước 2.5 nha quý anh chị, nhớ nha, 2.5 nè. Đó, nó sát khuẩn mạnh lắm. Đây, vò giò dưới 11.5 nó sẽ tím. Đây quý anh chị nè, 11.5 nè. Quý anh chị thử quý anh chị lấy cái tay này, quý anh chị rờ vô nó nhớt như xà phòng vậy, nhớt lắm. Đây, tím rịm luôn à quý anh chị, ghê lắm. Và ngoài ra nữa, cái riêng cái dòng này nè, mà quý anh chị lấy nước 2.5 với 11.5 xong á, quý anh chị phải xả chừng nào mình hết muối đi, xả thiệt nhiều vô cho chừng nào mình hết muối đi là tốt nhất. Chứ nhiều khi quý anh chị không biết, quý anh chị trở cái đầu ngược lại á thì đâm ra là cái máy á nó hoạt động á là nó chưa hết muối, đâm ra là cái bộ điện cực nó nhanh ăn màu hơn đó. Chừng nào quý anh chị mà xả cái kiểu này nè, mà nó hết muối nè, hết nhớt nè đó, xài nước 11.5 cái giò thải nè mà dặn như nó hết rồi đó, là chứng tỏ là lúc đó là nó đã lấy hết muối rồi. Đây mình sẽ cho quý anh chị xem. Đây nè, ví dụ như bây giờ là lấy hết cái này quý anh chị đó, mình gạt lên lấy hết rồi, gạt lên này vô nè quý anh chị xem nè, hết nè, nè hết muối nè quý anh chị nè, thấy chưa đó, quý anh chị thấy chưa đó, nhớ là lấy hết nha quý anh chị. Đó, lấy ra hết thì nó sạch hơn và nó không có bị tình trạng là bộ điện cực nó không có bóng canxi đó. Cái nguyên nhân chính của cái máy mà để cho một chiếc máy nó bền á là cái bộ điện cực nó không bóng canxi, và thứ hai nữa là ngoài ra quý anh chị lấy muối xong quý anh chị phải vệ sinh. Hoặc là nếu mà những người thợ họ không chuyên môn cao, họ gắn ở những vùng nước có TDS nó quá cao đi, nước có thành phần nước TDS nó cao quá thì á là nó sẽ bóng canxi trong bộ điện cực. Nên là mua máy lọc nước phải mua ở những nơi kinh nghiệm có, trải nghiệm nhiều, và đặc biệt nữa là phải gắn nhiều và hiểu được cái dòng máy thì lúc đó là cái máy nó đỡ bóng canxi hơn đó. Rồi thì đây là những cái thành phần nước cho quý anh chị biết được là nước nào nước kiềm, nước nào nước axit này kia nè đó. Màu rất là chuẩn này quý anh chị nè, 5.5 nè, 7 chấm nè, 8.5 nè, 9 chấm nè, 9.5 nè, 10.5 nè, 2.5 và 11.5. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị xem là để xem thử là mình lấy mình test cái cờ lo trong nước nó có bị hay không. Thì điều đầu tiên là quý anh chị phải xem cái lõa của nó máy là lõa như thế nào nha. Thì cái lõa cái con này là lõa cái con Revy này là thế hệ đầu tiên. Đó, thấy chưa? Đó, lõa thế hệ đầu này. Còn mình bán là mình tặng cho khách một lõa máu luôn, máu nguyên lai nguyên kiện luôn, mình đóng vào cho máy luôn. Đó, thì quý anh chị cùng với Quyên Nguyễn xem cái con này nó có bóng canxi hay không nha. Đây, mình sẽ đại nắp lại. Rồi đầu tiên là mình phải lấy nước 2.5, nước 9.5, nước 9.5 này, cái độ pH 9.5 mình để mình test calorin, và nước 10.5 để mình test calorin cho quý anh chị xem. Thì cái chai calo này quý anh chị mua thì mình sẽ test, mình sẽ gửi cái chai này cho quý anh chị test, mua thì Quyên Nguyễn sẽ gửi đi. Đứng đàn này nha quý anh chị. Đây một ly 9.5 nè, và một ly 10.5 nè. Chừng nào đứng đàn á mà sẽ mở đứng đàn nè, quay sát ở đây em. Đây 10.5 nè. Rồi và mình sẽ cho quý anh chị xem calo nè, thuốc test calo nè, nước máu nè, test vào nè. Quý anh chị nhớ dùm cho Quyên Nguyễn thì cứ test đi, câu nào không đảm bảo thì bỏ đi. Đó, thấy chưa? Rồi mình sẽ quậy lên.
Rồi quý anh chị xem nè, bảng này bảng đo calorie 10.5 nó không ra nè, quý anh chị thấy không, trong veo. Rồi 9.5 không ra luôn. Thì quý anh chị những chiếc máy này quá xịn sò, chứng tỏ là hàng đúng, là hàng chắc, hàng này là hàng đấu giá trưng bày ở những showroom lớn đem về, chứ còn hào như hàng bãi tép một cái là lấy ngay đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ là trả lời một số câu hỏi hưởng giờ khoảng cả 10 ngày nay. Có rất nhiều quý anh chị ở ngoài Thanh Hóa, ở ngoài Quảng Bình, ở ngoài Nghệ An và ở những anh chị em ở ngoài miền Bắc, thợ có, khách hàng có, gọi điện trực tiếp đến cho Quy Nguyễn, đặt câu hỏi với Quy Nguyễn. Quy ơi, tại sao ở một số tỉnh ngoài này thì có một số người bán máy lọc nước êm kiềm, họ lại sản xuất nước êm kiềm đóng chai, nhưng theo Quy Nguyễn có nên mua hay không? Thì Quy Nguyễn cũng chia sẻ một cách thật tình luôn. Những năm qua Quy Nguyễn bán, Quy Nguyễn đã đọc rất là nhiều tư liệu, gặp rất là nhiều người đàn anh học hỏi theo và Quy Nguyễn thử nghiệm. Thì tất cả các máy lọc nước điện giải êm kiềm của nội địa Nhật hoặc là hàng Nhật xuất đi nước xuất khẩu như là qua Mỹ, qua Canada, qua Úc, hầu như máy lọc nước điện giải êm kiềm nhà sản xuất không bao giờ sản xuất nước đóng chai. Thứ nhất, nước êm kiềm là nó sẽ kể cả là chỉ số oxy hóa, chỉ số ORB, chỉ số hydrogen đánh bại gấp tự do. Nếu chỗ nào bán nước máy lọc nước êm kiềm mà đóng sản xuất đóng chai, khuyên quý anh chị đừng bao giờ mua, khuyên chân thành. Sở dĩ vì sao? Tại vì nước êm kiềm á, nếu mà quý anh chị á mà đựng ở những cái bình như thế này nè, thì cái bình này là của Energic, thì bình này á là của Levelux, hãng Energic thuộc tập đoàn của Energic nó làm. Thì bình này thứ nhất á là nhựa của nó á, là nhựa titan. Mà nhựa titan như thế này nè, một bình như thế này nè, 600-700 nghìn, giá tiền rất là mát. Sở dĩ vì sao nó mát? Tại vì cái bình này nè là nó sẽ chống tia UV, tia cực tím của mặt trời. Thứ hai, nếu mà giữ nước kiềm trong cái bình này nè thì cái lượng kiềm nó sẽ lau cái xuống cái lượng kiềm và lượng pH nó lao xuống. Và cái thứ ba là hydrogen để trong bình này nó sống trong phòng vài tiếng đồng hồ. Còn nếu nước êm kiềm á, quý anh chị cần á thì quý anh chị rót ra, quý anh chị uống trực tiếp luôn. Ví dụ như thế này, đó, Quy Nguyễn sẽ cho quý anh chị xem. Nếu mà quý anh chị á, tốt nhất là quý anh chị lấy nước êm kiềm ra, quý anh chị uống trực tiếp vào cơ thể thì nó sẽ tái tạo tế bào và nó nuôi dưỡng tế bào rất là lâu. Đây ví dụ như thế này nè, đó. Thì quý anh chị lái ra, quý anh chị uống luôn, hoặc quý anh chị bỏ trong tủ lạnh thì tốt nhất, thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà không phải đựng vào cái bình này nè, thì đựng những cái nhựa như thế này nè, mình khuyên quý anh chị đừng bao giờ mua. Tại vì nước Lavi, nước Vĩnh Hảo, nước đóng chai như thế này nè, là hầu như á là tất cả các nước này không phải là nước êm kiềm. Nước này là nước thường, và nước này á là nó không có khoáng chất nhiều trong nước. Thì đối với những loại nhựa như thế này là nhựa PE, PA, PA. Đây mình sẽ cho quý anh chị xem cái thông tin tư liệu nè. Đây nè. Thì nhựa titan là nhựa này là của Energic. Thì nhựa titan á là nó sẽ giúp nè là giữ được êm kiềm lâu hơn, giữ lượng được pH lâu hơn và nó không gây ra chất ung thư. Đó, nè, chất liệu titan là gì? Đó thì mình sẽ cho quý anh chị xem chất liệu titan và đặc tính của nhựa titan. Thì titan là một nguyên liệu máu được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Đây là chất liệu được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn danh tiếng. Chất liệu titan được tiết xuất tinh khiết từ cobalagen không chứa BPA, nên đảm bảo cho sức khỏe. Và nhựa titan này á là nó sẽ giữ nước êm kiềm được lâu hơn. Còn đối với những loại nhựa mà thông thường đang bán tại Việt Nam thì hầu như nhựa này á không phải là nhựa titan. Thì đâm ra nước êm kiềm á, nhiệm vụ nước êm kiềm là nó sẽ bóc tách cái chất nhựa trong này nè. Nếu mà quý anh chị mà đựng cái nước êm kiềm này nè để lau á, thì trong cái nước êm kiềm nhiệm vụ nó sẽ bóc tách
những cái chất nhựa trong nước ra. Quý anh chị uống vô á, nó sẽ gây ra độc tố cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe và có thể là gây ung thư. Đó, mình đã tìm hiểu rất là kỹ, mình mới dám lên mình chia sẻ cái này là thật sự. Nên vì sao á mà một cái bình nhựa như thế này này mà nó mắc tiền? Tại vì bình nhựa như thế này là nhựa titan, tri tan chứ không phải titan, tri tan và không có cái chứa cái chất gây ung thư, đó là BPA, B bò, B phở và A, không có gây cái chất gây ung thư. Và nhựa này mà nếu mà đựng nước êm kiềm á thì nhựa nước êm kiềm nó không có bóc tách cái chất nhựa gây ung thư được. Còn nếu mà quý anh chị mà chỗ nào mà nó bán cái máy êm kiềm mà nó sản xuất cái nước êm kiềm á, tốt nhất đừng nên mua. Tại vì mua cái nước êm kiềm á là cái vỏ nhựa nè, cái chất nhựa nè là chất nhựa có cái một số thành phần gây ung thư. Thì đâm ra là nước êm kiềm là nước êm kiềm là nhiệm vụ nó bóc tách những cái độc tố ra ngoài. Thì quý anh chị dặn như quý anh chị bị tiểu đường, quýt đây là dài á, thì nước uống êm kiềm nó sẽ cân bằng cái độ pH và nó sẽ đào thải những cái axit dư thừa, những cái mỡ thừa, axit dư thừa và độc tố trong người nó ra bên ngoài. Thì êm kiềm nó bỏ vào trong cái chai này, nó sẽ bóc tách cái chất nhựa ra, nó sẽ gây ra ung thư. Đó, nên khuyên quý anh chị là không nên mua nước êm kiềm người ta đóng chai như thế này. Tốt nhất là mua nước suối, tại vì nước suối như La Vi, Vĩnh Hảo, Aqua là hầu như không phải là nước êm kiềm. Và cái nước suối như thế này nè, nó không có, nó sẽ cái vỏ này nó sẽ đựng được, nó không có phải như nước êm kiềm nó bóc tách cái chất nhựa ra, còn nước suối nó không có bóc tách cái độc tố trong này ra. Đó, nên khác nhau vì thế. Nên vì sao á mà mọi người nên nhớ nè, tại sao thằng Nhật á là nước G7, là nước phát triển hàng đầu thế giới, nhưng mà họ không đóng nước, đóng sản xuất nước đóng chai êm kiềm họ bán đi, mà tại sao mà họ chỉ sản xuất máy? Nên nhớ điều đó, cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó hết á. Êm kiềm là uống tươi nó tốt hơn, và cùng lắm á là êm kiềm á là phải đựng trong cái bình này. Nếu quý anh chị á mà không mua bình này đựng thì có thể đựng ở những cái dạng như là những cái bình như thế này nè hả, thì những cái bình này nó sẽ tránh ánh nắng mặt trời, thì nó sẽ cái lượng pH và cái lượng kiềm nó sẽ lao giảm hơn theo thời gian, và hydrogen nó lao giảm hơn. À, chứ còn nếu mà ion kiềm mà người ta sản xuất ra như nước đóng chai này là chắc chắn với quý anh chị á, là nước ion kiềm nó sẽ bóc tách những cái độc tố trong cái thành phần nhựa ra, thì chắc chắn với quý anh chị á, là uống vô dễ gây ung thư đó. Làm sao mà một cái doanh nghiệp nhỏ, một cái tư nhân, một cái cá nhân tiền đâu mà để sản xuất một cái quy trình lớn để cho sản xuất cái chất nhựa mà nhựa titan được? Quý anh chị nghĩ đúng không? Người ta bán á, một doanh nghiệp nhỏ, vốn không nhiều, tiền không nhiều, thì chắc chắn với quý anh chị họ sẽ đi mua những cái vỏ chai rẻ tiền, và sau đó á, là họ gán mác êm kiềm. Còn nếu mà thật sự người ta bán nước êm kiềm á, là chắc chắn thật sự nước êm kiềm thiệt á, là uống vô để lao ngày á, nó sẽ bóc tách cái chất nhựa ra. Quý anh chị uống rất là độc tố, thì mình cũng chia sẻ thiệt tình từ quý anh chị nghe. Nên là tất cả các máy êm kiềm á, là người ta sản xuất bình, cái bình này nè, họ bán nè, hoặc là những cái bình như thế này nè, Energix này họ bán nè, là tốt nhất họ đựng trong này. Và êm kiềm á, nếu quý anh chị xài đựng trong cái bình này từ một ngày hoặc là một ngày rưỡi đến hai ngày, uống không mấy đũa đi, hứng lại nước khác. Đó là những cái chia sẻ mình đã có tìm hiểu một tuần nay, và mình đã học hỏi, mình đã theo những người đàn anh, rồi theo những người giỏi, mình tìm hiểu rất là nhiều. Và mình biết được là hơn 10 năm qua Quy Nguyễn bán là chưa thấy nước êm kiềm nào mà đóng chai hết chứ. Hầu như là chỉ có nước suối, nước La Vi, nước Vĩnh Hảo đóng chai, tại vì trong cái nước đó nó không có bóc tách được cái chất nhựa ra. Còn nước êm kiềm thì nó bóc tách. À, đây là vì thế thằng Nhật nó chỉ sản xuất máy và sản xuất bình, hoặc sản xuất máy để tạo ra hydrogen, tạo ra kiềm nhẹ, chứ họ không có sản xuất nước đóng chai. Đó là cái câu trả lời mà hơn một tuần nay Quy Nguyễn đã học hết những tư liệu, Quy Nguyễn chia sẻ đến quý anh chị. Quý anh chị nào trên mọi miền Tổ quốc cần mua tất cả các máy móc hàng đầu đi Nhật, như máy lọc nước ion kiềm, lõ lọc, phụ kiện chính hãng, bộ xử lý nước đầu nguồn, xin gọi điện trực tiếp với Quy Nguyễn qua hai số điện thoại trên màn hình. Số thứ nhất là 0964545719 và số thứ hai là 0972693079. Thì Quy Nguyễn sẽ cung cấp máy đi đến tận nơi kèm theo video test từng chiếc máy. Sáng mai mình sẽ bay ra ngoài Nghệ An, mình gán cho khách hàng của mình hai chiếc dòng VIP của Trevi FW6000. Ví dụ như một người thợ chuyên môn
Nếu mà áp lực nước yếu thì quý anh chị xài đến hệ thống bơm trợ lực, bơm tăng áp để cho nó mạnh lên. Nước máy ion kiềm á phải đủ áp lực, mạnh quá cũng không tốt và yếu quá cũng không tốt. Đó. Thứ hai, nếu quý anh chị mà xài nước giếng khoan quẹt là nước đá vôi thì có cái cách xử lý nước đầu nguồn để từ nước axit trở thành nước trung tính, và từ nước trung tính loại bỏ những kim loại nặng, độc tố và thành phần chất rắn trong nước đẩy đi ra ngoài đi, sau đó mới gắn vô máy ion kiềm mới bàn được. Thứ ba, nếu quý anh chị ở những vùng nước gặp mặn thì Quy Nguyễn sẽ có cái cách xử lý nước gặp mặn và lọ lọc phụ kiện thì Quy Nguyễn có rất là nhiều, cực kỳ nhiều, hàng xịn sò và hàng bình dân đều có đầy đủ hết. Còn nếu quý anh chị cần mua máy lọc nước điện giải ion kiềm thì xin liên hệ đến mình. Mình thì chuyên cung cấp máy lọc nước ion kiềm rồi lọ lọc, hay là những cái bình để trữ nước ion kiềm. Cái đơn hàng nào lớn á, mình Quy Nguyễn bán á, thì Quy Nguyễn sẽ tặng cho quý anh chị 1 năm sử dụng bộ lọc. Và thứ hai nữa, đơn hàng nào mà mắc tiền, mình sẽ tri ân khách hàng bằng một chiếc bình nước tri tan, chất liệu tri tan. Chất liệu này sẽ giữ nước ion kiềm lâu hơn. Và một bình như thế này bé tí bé tí nè, 600-700 nghìn, tiền nào thì của đó. Bình này không ra gây ra chất ung thư. Đó. Và tránh tiêu về, tránh tiêu tím, giữ cho ion kiềm, giữ cho đường độ pH và hydrogen lao tan hơn theo quá trình của thời gian. Thì Quy Nguyễn có rất là nhiều bên kho, thì từ từ Quy Nguyễn sẽ đem về. Đó. Còn máy thì Quy Nguyễn rất là nhiều. Ví dụ như là con này, đây. TV307 đẹp. TV407, TV5050, rồi TV507, TV6000. Rất là nhiều nha quý anh chị, cực kỳ nhiều luôn. Hả? Có rất là nhiều dạng bình nha, nhưng mà bình này là điều của Anagic, thì bình này nè là xuất đi thị trường Canada. Đó, chất liệu này nè nó có giữ bình nè, nó giữ nhiệt, giữ ion kiềm rất là tốt. Cái gì nó cũng có cái giá hay của nó hết á. Chứ quý anh chị đừng có ham rẻ mà mua những cái chỗ mà nó để nước ion kiềm nó đóng vô chai. Nếu thiệt chắc ra nước ion kiềm mà đóng chai á, thằng Nhật 1974 á nó đã sản xuất cái nước đóng chai nó bán cho dân sướng hơn là sản xuất cái máy. Quý anh chị nên nhớ một điều á, đồng tiền tương ứng với cái giá trị cho đi. Nếu mà 1974 á Nhật sản xuất được máy lọc nước ion kiềm đầu tiên trên thế giới á, mà nó biết như vậy á, ngu gì mà nó sản xuất cái máy lọc nước ion kiềm, quý anh chị đúng không? Thay vì đó nó sẽ sản xuất nước đóng bình, nước đóng chai nó bán liên tục, bán cái nước đóng bình, nước đóng chai sướng hơn là bán nguyên cái máy. Cái máy bán xong còn phải đi bảo dưỡng, bảo trì, rồi phải đi lắp đặt, tốn rất là nhiều nhân công, rất là nhiều nhân lực. Thay vì đó sản xuất nước đóng bình bán sướng hơn. Nên vì thế thằng Nhật nó không muốn mất uy tín, nó mới sản xuất ra cái máy ion kiềm, nó tạo ra hydrogen, tạo ra kiềm và cho quý anh chị xài được bãi lọc nước, uống trực tiếp ion kiềm nó sẽ tốt hơn. Cái gì nó có một cái giá trị của nó, phải hiểu, phải là người ôm hiểu chứ đừng có mua bậy bạ này kia, quý anh chị mất công, tiền mất tật mang. Đây là những lời chia sẻ mình luôn luôn mình muốn bảo vệ khách hàng, tại vì 10 năm qua Quy Nguyễn bán tất cả những sản phẩm như máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh, bếp từ, nồi cơm, ghế massage, máy lọc nước ion kiềm và nhiều thiết bị đồ điện. Quy Nguyễn luôn luôn đạt mục tiêu, Quy Nguyễn là người mua hàng, muốn bảo vệ khách hàng, muốn cho khách hàng biết mọi thứ kẹn kẽ, điểm mạnh, điểm yếu của từng dòng. Chứ để cho khách hàng nhiều khi không biết á, có nhiều thằng thợ nó mua, nó rẻ, tội nghiệp khách hàng. Đơn giản chỉ vậy thôi, tại vì nhiều khi á, sống thật quá, sống thẳng quá, đâm ra là có nhiều anh em thợ nó gắt. Nhưng mà Quy Nguyễn muốn hay không thì quý anh chị hỏi thì Quy Nguyễn cũng chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh, đăng ký, bấm cái chuông đen, Quy Nguyễn ra video nào trước quý anh chị được xem trước. Rồi quý anh chị cần mua máy, xin gọi điện trực tiếp với mình qua hai số điện thoại trên màn hình và mình sẽ gửi máy đi đến tận nơi. Rồi, nhớ đây, nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người.